Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 2, 2017, Thượng viện Mỹ đã chuẩn thuận chọn ông Steven Mnuchin, 53 tuổi, làm Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ là một vị trí vô cùng quan trọng, sẽ cùng với Tổng thống hoạch định các chính sách tiền tệ, kinh tế và tài chính của nước Mỹ trong các năm tới. Đồng thời, chức vụ này ở thứ tự ưu tiên thứ năm sẽ đảm nhiệm vai trò tổng thống một khi Tổng thống đương nhiệm qua đời, bị cách chức hay bị từ chức theo hiến pháp của Hoa Kỳ. Ông Steven Mnuchin là triệu phú người gốc Do Thái, cựu lãnh đạo của ngân hàng Goldman Sachs, chủ tịch của quỹ đầu cơ Dune Capital và công ty giải trí Dune Entertainment Partners. Ông Mnuchin đang đối diện với nhiều thử thách vì những người chống lại ông cho rằng ông Mnuchin chẳng những không có kinh nghiệm về chính quyền mà còn mang tai tiếng về các vụ foreclosure trong ngân hàng trước đây. Mnuchin cũng từng bị đảng Dân Chủ chỉ trích gay gắt, cáo buộc ông biến các chủ sở hữu nhà ở Mỹ thành những con mồi trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008 bằng thương vụ thu tóm ngân hàng phá sản Indymax. Thương vụ này gắn liền với tên tuổi của ông đã tập hợp những nhà đầu tư nổi tiếng như ông John Poulsen, Chris Flower, George Soros và Michael Dell, dàn xếp với Mary Lynch và sau này trở thành CEO của ngân hàng. Vào năm 2015 thì Indimax có tên mới là One West được bán cho CIT Group với giá 3.4 tỷ Mỹ Kim. Ông cũng là giám đốc sản xuất của một vài phim với kinh phí lớn như Batman, Superman, Mad Max, Fury Road và American Sniper. Theo tờ báo New York Times, ông Steven Mnuchin là một chuyên gia tài chính lão luyện tại Wall Street cũng như trong giới Hollywood. Ông chưa từng có kinh nghiệm hoạt động tại chính trường. Nhưng ông lại là người nằm trong số những người tài trợ cho ông Trump trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc và sau đó là giám đốc tài chính cho chiến dịch tranh cử của vị tỷ phú New York. Ông Steven Mnuchin đã từng ngỏ ý rằng ông muốn ghế bộ trưởng ngân khố. Và để trả ơn thì vị tổng thống Trump đã đề cử ông vào chức vụ này. Sau khi nhậm chức, thì ông Mnuchin sẽ phải ổn định các chính sách kinh tế của chính quyền tổng thống đắc cử Donald Trump, tập trung giải quyết một số khó khăn hiện đại của nền kinh tế Hoa Kỳ, như tình trạng thâm hụt ngân sách, vực dậy thế mạnh của Mỹ trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là quan hệ với các đối tác nước ngoài thực hiện một số cam kết đổi mới của tổng thống Donald Trump. Ông Steven Mnuchin sẽ là người trông coi tình hình tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới các mối quan hệ giữa Mỹ và thị trường tài chính quốc tế hay những quy định kiểm soát thị trường chứng khoán Wall Street. Trong bối cảnh tổng thống Donald Trump lên kế hoạch vay nợ chính phủ, đe dọa gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc và nới lỏng sợi dây ràng buộc với các ngân hàng, ông Stephen Mnuchin là thành viên tỷ phú thứ hai trong nội các của tổng thống Donald Trump sau bà Betsy DeVos là người được ông Trump chọn làm bộ trưởng giáo dục. Tỷ phú thứ ba là ông Wilbur Rose, là người được ông Trump chọn làm bộ trưởng thương mại. Quyết định chọn ông Mnuchin đã khiến cho một số thành viên đảng Dân Chủ và đảng Tự do phản đối. Họ cáo buộc ông trục lợi từ cuộc khủng hoảng tài chính sau khi mua lại ngân hàng phá sản Indymax vào năm 2009. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.